Huyền My mến chào quý khán thính giả trên kênh leader Sài Gòn. Trong chương trình Thời sự Thế giới hôm nay, xin gửi tới quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. Căn cứ không quân phía Nam Trung Quốc đang được nâng cấp. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã không được cấp visa đến Ba Lan để tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ở Lot Đặc nhiệm Ukraine hé lộ chuyện vượt sông, đổ bộ tới tặng pháo đài quân Nga ở Kherson. Bức ảnh chấn động thế giới các bác sĩ Ukraine thực hiện ca phẫu thuật tim khi Ukraine đang chìm trong bóng tối vì tên lửa Nga. Kho dự trữ đầy, giá khí đốt ở châu Âu giảm liên tục, tính toán của Putin không thành hiện thực. Và giờ đây xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Căn cứ không quân phía Nam Trung Quốc đang được nâng cấp. Quý khán thính giả của Lido Sài Gòn thân mến, các chùm ảnh từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang mở rộng một căn cứ không quân gần căn cứ hải quân quan trọng phía Nam bằng việc bổ sung thêm đường băng thứ hai, các đường lăn và hai khu vực đậu máy bay mở rộng. Hình ảnh được Panes Lab cung cấp cho Defense News vào ngày 18 tháng 9, cũng cho thấy tại căn cứ không quân ở Toại Khê, tỉnh Quảng Đông, một trong những sân đổ máy bay mở rộng có sức chứa cho hơn 40 máy bay to nhỏ các loại. Đường băng hiện có tại căn cứ không quân, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, nằm cách thành phố Trạm Giang khoảng 20 dặm về phía Tây Bắc, nơi có căn cứ hải quân lớn cho các tàu thuộc hạm đội 5 hải của Trung Quốc. Đường băng này được nâng cấp kéo dài tới 3.500m, tương đương 11.483 feet. Bên cạnh đó, có một đường băng mới thứ hai với độ dài 2.800m, nằm song song với đường băng được kéo dài kia, và cả hai đều được xây dựng theo hướng Đông Tây. Các đường lăn được mở rộng từ 18 lên 34m sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành các loại máy bay lớn. Ngoài ra, hai sân bay lớn ngay cạnh cũng được xây mới trong kế hoạch mở rộng. Hai khu vực đậu máy bay có kích thước tương tự nhau, mỗi khu vực có chiều dài khoảng 1.300m. Các bức ảnh vệ tinh cho thấy sân độ phía Bắc đã có hơn kẻ đường lăng và bãi đậu máy bay, với các khoản được chia đều cho 41 máy bay chiến đấu và 4 máy bay cỡ lớn. Tuy nhiên, công việc xây dựng căn cứ này vẫn đang trong quá trình được tiến hành, với một cơ sở sản xuất bê tông có thể nhìn thấy ở cuối phía đông của đường băng phía Nam và một cơ sở khác ở phía Bắc của đường băng phía Bắc. Bên cạnh đó, có thể thấy một số cơ sở cũ của căn cứ không quân bao gồm 19 nhà chờ máy bay và một khu phòng không. Tổ chức Jetstone trước đó đã xác định rằng khu phòng không này đang sở hữu một hệ thống tên lửa đắc đối không tầm xa HQ-9 vẫn còn hoạt động. Tuy nhiên, tại khu vực này, các hình ảnh vệ tinh không cho thấy rõ ràng bất kỳ khu vực phân tán máy bay mới nào hoặc nhà chờ máy bay cố định nào đang được xây dựng. Cũng như không có dấu hiệu cho thấy các hầm trú ẩn nào được không quân Trung Quốc đang xây dựng. Gần căn cứ quân sự này, cũng có các công trình xây dựng khác được cho là có liên quan. Decker Everlet thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Metipuri tại Monterey cho rằng cụm 3 tổ hợp công trình này là các cơ sở lưu trữ và xử lý vũ khí cứng. Everlet là người đầu tiên phát hiện các hầm chứa tên lửa hạt nhân đang được xây dựng ở Trung Quốc. Các cơ sở nằm ở phía nam của căn cứ. Một cơ sở gồm 8 công trình kiến trúc lớn và cơ sở còn lại gồm 12 công trình khác. 20 công trình kiến trúc lớn này dường như là những bông ke cứng, mỗi chiếc dài khoảng 75 mét. Cơ sở thứ ba có vẻ như đang trong giai đoạn đầu của công việc xây dựng, có bốn kiến trúc nhỏ hơn, mỗi kiến trúc dài 40 m Everlet tiết lộ với Defense News rằng, những cấu trúc này cũng sẽ đóng vai trò là cơ sở kiểm tra đạn dược và các bộ phận khác nhau của đạn dược như tên lửa. Lưu ý thêm về chiều dài của kiến trúc và những gì được coi là cửa ra vào ở cả hai đầu. Căn cứ không quân ở tòa khê trước đây là nơi đóng quân của lữ đoàn không quân số 6 thuộc Bộ Tư lệnh Mặt trận miền Nam đơn vị bay loại máy bay chiến đấu đa năng Su-30MKK do Nga chế tạo và là đơn vị vận hành máy bay đánh chặn Su-35 của Trung Quốc. Căn cứ cũng có chứa máy bay Kuchou Z-7 Soirin Dragon, một máy bay không người lái có độ bền cao. Việc mở rộng căn cứ không quân, đặc biệt là việc mở rộng các khu vực đậu máy bay và mở rộng đường lăn sẽ cho phép các máy bay lớn hơn như máy bay nấm bom H-6 hoặc máy bay tiếp dầu và vận tải Y-20 hoạt động. Vị trí gần trạm Giang cũng là nơi lý tưởng để cung cấp khả năng phòng không cho căn cứ hải quân gần đó, là một trong hai căn cứ chính của hạm đội Nam Hải. Hạm đội là nơi hầu hết các lực lượng đổ bộ của Trung Quốc được giao nhiệm vụ và có trách nhiệm chính đối với các hoạt động hải quân của Trung Quốc ở Biển Đông và Kempasi, một nút thắt chiến lược giữa Đài Loan và Philippines. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã không được cấp visa đến Ba Lan để tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ở Warsaw đã từ chối cấp thị thực cho ông vào nước này. Về điều này, nhà báo Rika Zorquiat cho biết, theo ông Dekranin đã phản ứng trước quyết định như vậy bằng một bức thư phẫn nộ gửi tới Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu viết tắt là OSCE. Washington đã quyết định cấm Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhập cảnh vào Ba Lan để tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng của OSCE tại Lodz vào ngày 1 đến ngày 2 tháng 12. Nga đã phản hồi bằng một bức thư giận dữ gửi OSCE, tuyên bố cho biết. Theo đài phát thanh Postkosy, dẫn lại lời của Ljusas Zazin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan, quyết định tương tự cũng được đưa ra đối với các thành viên của phái đoàn Nga. Những người sẽ tham gia phiên họp của Hội đồng nghị viện OSCE dự kiến diễn ra vào ngày 24 đến ngày 26 tháng 11. Nhớ lại rằng ông Sergei Lavrov, người đến hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia, thay vì tổng thống Nga Vladimir Putin, đã làm bẻ mặt nhà nước của mình và không chỉ một lần. Khi hội nghị thượng đỉnh chính thức bắt đầu vào sáng thứ ba, ngoại trưởng Nga Lavrov nhận thấy mình đang ở trong vai trò của một người bị rung bỏ. Ông hoàn toàn bị cô lập, không một chính khách nào đứng cạnh ông, ngay cả đại diện Trung Quốc, người đã chiến đấu hết mình cho Nga trong các cuộc đàm phán trước, lần này vẫn giữ khoảng cách. Đặc nhiệm Chikoran hé lộ chuyện vượt sông, đổ bộ tới tặng pháo đài quân Nga ở Kherson. Lực lượng đặc nhiệm của Chikoran vừa chia sẻ về một hoạt động tác chiến đặc biệt cùng với quân đoàn quốc tế nhằm giải phóng một khu định cư ở Kherson khỏi người Nga. Theo Prada, quân Nga đã xây dựng pháo đài bên trong những ngôi nhà của cư dân địa phương tại một ngôi làng ở Kherson. Một đơn vị chung gồm các binh sĩ của Trung tâm tác chiến đặc biệt số 73 của Ukraine và quân đoàn quốc tế được thành lập để tiếp nhận những người tình nguyện từ nước ngoài đến giúp Ukraine chiến đấu đã được lệnh tiêu diệt các tiền đồn đó của quân Nga bằng cách tiến sâu hơn vào đất liền. Một chỉ huy điều hành hoạt động của Trung tâm 73 đã nhớ lại diễn biến của các sự kiện. Những người lính tiếp cận làng bằng thuyền, có một nhóm thợ lặn đi tiền trạm trước đã phải lặn xuống tận đáy sông để tránh sự phát hiện của quân Nga. Vị chỉ huy tiết lộ, tất cả các nhóm tấn công chủ yếu di chuyển trên thuyền, cao su. Nhưng chúng tôi có đội do thám chính, bao gồm 3 người tiến lên bằng cách bơi và lặn. Đó là hai người từ quân đoàn quốc tế và tôi. Vị chỉ huy Ukraine cho biết thêm, chúng tôi hướng đến mục tiêu và đảm bảo sự an toàn cho đồng đội. Trước khi những chiếc thuyền tiếp cận ngôi làng, chúng tôi đã tạo ra con đường cho họ và gần như đã bơi đến bờ. Sau đó, chúng tôi tập hợp và lao đến ngôi nhà đầu tiên, bắt đầu công việc dọn dẹp từng pháo đài một của quân Nga. Khi đến gần ngôi nhà thứ tư, chúng tôi nghe thấy tiếng súng máy nổ và nhận ra đã đến lúc phải chiến đấu. Bức ảnh chấn động thế giới, các bác sĩ Ukraine thực hiện ca phẫu thuật tim khi Ukraine chìm trong bóng tối vì tên lửa Nga. Các bác sĩ Ukraine đã anh dụng cứu mạng sống trong điều kiện khắc nghiệt vì các cuộc tấn công bằng tên lửa phá hủy cơ sở hạ tầng Ukraine của Nga. Các bác sĩ Ukraine trong vùng này đã không ngừng làm việc, ngay cả khi điều đó dường như là không thể. Ở Kiev, tim của một bệnh nhân đã được phẫu thuật trong thời gian mất điện. Oleg Duda, một bác sĩ đã nói về điều này trên Facebook, đăng một khung hình độc đáo, chống lại tất cả các điều kiện khắc nghiệt, các bác sĩ của chúng tôi tiếp tục cứu sống. Vì bác sĩ viết, kẻ thù đang tấn công cơ sở hạ tầng của chúng ta, trong đó các bệnh viện cũng không nằm ngoài mục tiêu của chúng. Nhưng các bác sĩ tim mạch Ukraine từ trung tâm tim mạch nhi khoa và phẫu thuật tim vẫn tiếp tục ca phẫu thuật tim của họ. Chúng ta không thể gục ngã, dân mạng không phục tinh thần anh dũng của các bác sĩ phẫu thuật. Chúa ơi, không có cái giá nào cho người Ukraine của chúng tôi. Mỗi chiến binh trên mặt trận là một anh hùng. Các bác sĩ của chúng tôi không phải là anh hùng sao. Họ hoạt động dưới ánh đèn, Hãy cho cả thế giới thấy những gì người Nga đang làm với Ukraine. Đó là một phép màu, những lời ngưỡng mộ và biết ơn người. Mọi thứ sẽ là Ukraine. Thế giới nên suy nghĩ về những bức ảnh như vậy trước khi quá muộn. Trước đó, quân đội của Putin đã phát động các cuộc tấn công tên lửa lớn chưa từng có vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Kho dự trữ đầy, giá khí đốt ở châu Âu giảm liên tục, tính toán của Putin không thành hiện thực. Giá khí đốt ở châu Âu liên tục giảm trong những tháng qua, xuống gần bằng mức trước chiến sự Nga, Ukraine, dù khối này đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung do Nga cắt giảm dòng khí đốt sang phương Tây. Theo hãng tin Reuters, mặc dù nguồn cung từ đường ống dẫn khí đốt của Nga hầu như dừng lại, giá khí đốt tiêu chuẩn của Hà Lan đã giảm 67% so với mức giá cao nhất mọi thời đại hồi tháng 8 năm nay. Giá khí đốt tháng 11 năm 2022 ở châu Âu chỉ cao hơn mức giá cùng kỳ năm ngoái 12,6%. Dù nhu cầu sưởi đã bắt đầu từ đầu tháng 10, năm nay châu Âu có thời tiết ấm hơn bình thường nên nhu cầu sưởi ấm giảm xuống. Các nước thuộc Liên minh châu Âu cũng đã đạt được mục tiêu trữ đầy 80% các kho chứa khí đốt trước ngày 1 tháng 11 trước thời hạn. Dữ liệu của cơ quan cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu cho thấy các kho khí đốt ở châu Âu hiện đã đầy đến 93%, cao hơn mức 77% của cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung khí hóa lỏng và nguồn cung khí đốt từ đường ống của Na Uy cũng dồi dào. Tính đến cuối tuần qua, nhập lão khí hóa lỏng vào châu Âu đạt tổng cộng 2,81 triệu tấn. Theo Nikolai Bramander, nhà phân tích tại công ty tư vấn Rystad Energy. Thiên thời còn ở chỗ sản lượng điện gió cũng khá cao, tiếp tục làm giảm nhu cầu về khí đốt của các nhà máy điện. Thỏa thuận hợp tác giữa các nước liên minh châu Âu về giảm giá và giảm sử dụng cũng có hiệu quả. Theo các nhà phân tích, những thảo luận của liên minh châu Âu về các biện pháp kiềm chế chi phí nhiên liệu, trong đó có thảo luận về giá trần khí đốt trên toàn liên minh châu Âu và hạn chế biến động giá trong ngày cũng đã gây ra áp lực lên giá khí đốt. Theo Reuters, câu trả lời phụ thuộc vào ông trời, tức thời tiết. Các dự báo cho thấy châu Âu sẽ tiếp tục có nhiệt độ ấm hơn mọi năm trong hai tuần tới, nên các kho dự trữ khí đốt sẽ không nhanh vời. Các dự báo dài hạn cho thấy phần lớn châu Âu sẽ có mùa đông ấm hơn bình thường năm nay. Sự khác biệt giữa mùa đông lạnh và mùa đông ôn hòa là khoảng 25 tỷ mét khối, tương đương khoảng 7-8% tổng nhu cầu khí đốt của Liên minh châu Âu chuyên gia Bromander cho biết. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo châu Âu đừng chủ quan. Rất có khả năng châu Âu sẽ thử vào nhẹ nhõm, nghĩ rằng những khó khăn trong nỗ lực tiết kiệm khí đốt đã xong và lại tiêu dùng tạc gia, Bromander nói. Những tác động khác như nhu cầu khí hóa lỏng cao từ châu Á, trong trường hợp khu vực này có mùa đông lạnh, và bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cung ứng LNG cho các kho dự trữ đã cạn, hoặc nếu xảy ra sự cố thiếu khí đốt, diện rộng đều có thể ảnh hưởng đến giá khí đốt. Amtag Mazmanzer, trưởng bộ phận phân tích khí đốt tại công ty tư vấn ICIS, cho rằng châu Âu chưa qua giai đoạn khó khăn. Dù thời tiết đang ôn hòa, nếu trời lạnh kéo dài cũng sẽ làm tăng giá khí đốt vào cuối mùa đông tới. Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu ING Research cho biết, rủi ro của giá khí đốt rẻ trên thị trường khí đốt châu Âu là nó làm tăng nhu cầu sử dụng trở lại. Điều này sẽ khiến châu Âu khó xây dựng lại mức dự trữ khí đốt trước mùa đông năm 2023, 2024. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại dưới phần bình luận. Một lần nữa, đội ngũ Lido Sài Gòn rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.